tôi các bác là mưa gió quá, đang bão mà nhìn thấy mấy cây mà xanh ngắt nhưng mà không làm gì được, mưa quá, tiếc quá. Ông hoa giấy kia đang nở rực luôn, mình zoom lại cho bác xem, mình không ra lại đến đây. Đây, nước nhưng mà lại gặp mưa kiểu không gặp thời quá, giống như ra các lượng ngoại long ấy, có tài mà không gặp thời ấy. Đấy thì ông ổi này, hai ông này cho lên hai cái chậu đẹp nhất, chậu nhặt được nhưng chậu đẹp nhất. Đây một ông, đây một ông, nó gần gần cái thềm nhà này ấy. Thì bây giờ tính cắt nó tí ra đỡ buồn quá. Cây này thì cắt tí tí sơ sơ thôi, cắt bỏ cái tử kia thì nó cũng đủ độ to. Còn hôm bên này thì bẻ cây tán được rồi. Hôm trước có tỉa lá để cho nó thoáng cây, nhìn cho nó rõ nét. Thì sau một tuần thì hôm nay lại về chuyển rồi các bác, nhưng mà mưa quá. Đợi thì non rách ra để xiến rồi các bác nha. Đây, sơ sơ các bác cái cây này đó. Cây này hôm em làm gọi là cái video ổi lũa đấy, ổi lũa đấy. Nó trực huyền đấy. Cái này trực hoành được, trực huyền được. Chưa thì chưa đổ được thì nó gọi là trực hoành. Nhưng mà ý định là làm trực huyền. Các bác nghe, gốc to chà bá luôn đấy, gốc to lắm, bên dưới này còn to nữa, trên này là cái thân thôi, dưới này to mà bệ biết kinh khủng luôn đấy, cái trước bệ nó dài quá, cái chậu này phải cắt bớt đi, rất lùn, ba tay rồi, ba tay, để tính giật cái nào làm ngọn thôi, cái này thì còn lâu dài. Cái này có thể tính để cắt bỏ từ đây xuống lên, nhưng mà lại tính sâu làm lũa. Lấy cái tay này làm tay đổ này, tay này nơi đi trực. Đấy, tay bên này thì cũng rất nghệ thuật các bạn, nó hơi rậm rạp. Đây, bên này các bạn nhìn là rõ nhất. Đấy, các cây này đều được quay video làm những cái lần trước rồi anh, lần này lại được có dịp quay lại, này đẹp lắm. Rồi để dựng camera lên một chiến thôi. Đấy, cái cây này đang tính là cắt vào cái tay này đến đây vì là nó đang to quá, sau để nữa nó sẽ phá lên rất to, chiến được rồi. Thank you.
này đã no hết các bác, bởi vì là nó vướng mấy quả, vướng mấy quả. Đấy, thứ hai là cây cảnh nó cũng một số cái cành mà nó đạt được độ to rồi thì nó lại mọc nó chưa chuẩn cho lắm. Một số cái cành mà là mọc tạm được thì lại đang bị đuối quá nên là hơi lăn tăn chút. Đây các bác xem. Đấy, ví dụ như cái tay này nó hơi bị to quá thì sau á có thể là lấy cái này mà nó cắt cái này đi, cắt cái đoạn này đi, còn nếu mà chơi luôn thì lấy cái này mà nó, hoặc là lấy một cái mắt ở đây mà nó được rồi. Đấy, nó còn đang lăn tăn ở chỗ này, cái này nó đang hơi chậm, nó hơi chậm. Cành này thì để nuôi đấy, rồi phải to tương xứng nhé. Cái này phải bằng ngón tay, xong cắt và làm nó xuống để nuôi cành đấy. Đấy, chỗ này, cái bệ rễ của nó đây, bệ rễ của nó chạy dài đây, đây cũng có, đây cũng có. Đấy. Vài năm nữa các bác nhỉ. Ừ. Dưới nhất là chỗ ngọn này, chỗ ngọn này nếu chuẩn nhất thì cắt đến đây, cắt đây bỏ cái tay to này. Đó. Nhưng mà mình đang tính nước đôi đấy, nếu sau cái này nó đuối thì mình còn dừng lại cái này. Cái này thì cũng đang tính nước đôi, sau có thể dùng những cái dăm ở đây để làm bông tất tề chỗ này, có thể làm cây đổ hoặc là có thể lũa từ đây lên, coi như cắt một phần này để như cái mặt này, một cái ở đây lật lên. Đấy, nói chung là cũng có cái cốt đẹp rồi các bạn nhỉ. Thế được ổn như đằng khác, mức thấp tầm 20 phân to luôn, đủ lực chuẩn nó cái này thật xuống, nhưng nó là tương lai. Giờ chơi này đã mất nhỉ, có quả này rồi mình cắt mất mấy cái quả này nhỏ. Đó là cái xanh cây bên này, để sơ sơ cây bên này cũng được. Cây bên này gốc bệ đẹp hơn nhưng mà bé, bé hơn cây kia. Đấy, gốc bệ đẹp lắm, nó đẹp lắm như một con rồng đằng long, con tử đi rồi, nhưng mà con tử này đang chèn ép quá rồi, tiệt rồi. Mắn nem thì ngon. Cây này thì chỉ vậy thôi,
cắt mấy cái ngọn nó non sướng. Đây xuống cho bác xem nó rõ hơn tí rồi. Cái này chưa làm được, chưa làm được sâu hơn. Nó đang nuôi thả. Đây các bác này. Nghe tử nó đây. Thì sau này thì cắt nó lại bẻ nó sang bên này. Đấy. Tử này đây. Giật cái mầm ở đây nữa. Đây là những cái bông đang nhỏ này thôi. Hiện tan thiên nhiên lùn vào đây. Đây các bác dùng cái bệ cái này. Cái củ lá. Đó. Ngoại long đây. Long nằm đấy. Này, đặt này. Nó vẫn vùi đất ở dưới các bạn. Rồi, mưa quá. Thôi, dọn dẹp thôi. Xin cảm ơn các bạn nhé.